Dù là đội sáng cửa nhất so với hai đội còn lại là U21 Khánh Hòa và U21 Đồng Tháp, nhưng U21 Công an Nhân dân đã nhận thất bại với tỷ số 1-3 và bị loại. U21 Công an Nhân dân phải nhận đến 2 bàn thua trong 5 phút bù giờ của hiệp 2. Trong đó, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của U21 Đồng Tháp gây rất nhiều tranh cãi khi ban huấn luyện của đội Công an Nhân dân cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang. Bên cạnh đó, ban huấn luyện của U21 Công an Nhân dân cũng cho rằng phía Đồng Tháp chơi không đẹp. Dù các cầu thủ Công an Nhân dân đang nằm sân, nhưng ban huấn luyện của Đồng Tháp vẫn chỉ đạo tiếp tục đá. Lúc trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, khi cả đội Đồng Tháp đang ăn mừng chiến thắng, ban huấn luyện của U21 Công an Nhân dân đã lao vào sân phản ứng một cách dữ dội, gây ra không khí hỗn loạn. Công tác trọng tài tôi thấy là rất không ổn, rất nhiều tình huống và bên tôi có thổi thiệt về bên tôi, thiệt về bên Công an Nhân dân. Đấy, và điển hình là tình huống ở phút 92, 93, tình huống bóng ra ngoài rất rõ ràng, và thứ nhất là anh trọng tài biên anh đứng vị trí sai, và anh không phất tình huống đấy. Cái nhất, cái thứ hai là bóng đá thì có thắng có thua thôi, nhưng mà tôi rất buồn và bức xúc cái cách ban huấn luyện chỉ đạo các cháu vận động viên. Tức là tình huống cầu thủ tôi bị chấn thương nằm chật chuột rút ở kia, một cầu thủ ra hỗ trợ, một cầu thủ nằm, một cầu thủ hỗ trợ, mất hai người. Các anh vẫn chỉ đạo đá đi, nhưng mà cứ bóng rồi tôi đá bóng ra ngoài, đá ra ngoài biên, đánh bóng, đá tiếp. Đấy, tôi rất là không hài lòng về cách chỉ đạo của canh Đồng Tháp. Tôi nghĩ là bóng đá trẻ mà mình chơi thế thì tôi rất là thất vọng về ban huấn luyện Đồng Tháp, tôi rất thất vọng về công tác của trọng tài. Tôi sẽ làm chủ nhiệm. Thắng 3-1, U21 Đồng Tháp thực sự đã lách qua khe cửa hẹp để cùng với đội nhất bảng A là U21 Nam Định tiến vào bán kết. Trong trận đấu cùng giờ, U21 Khánh Hòa bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Nam Định. Tưởng chừng như đã lọt vào bán kết, nhưng mọi chuyện đã xảy ra quá kịch tính. U21 Đồng Tháp và U21 Khánh Hòa có cùng 4 điểm, 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, có cùng hiệu số bàn thắng là 0, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Bùi Văn Đông nhỉnh hơn nhờ có 4 bàn thắng, trong khi đội chủ nhà chỉ có 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.